Ồ, cái này nó vẫn chưa tỉnh Hảo ơi. Chưa anh, Mà cây này chưa tỉnh. nó sụ kìa, hôm bữa là nó quắn phải không? Bữa nó quắn Bữa quắn giờ nó cũng teo lại luôn rồi nè. à, nó quắn quắn nó thường sụ sụ đọt nó chưa tỉnh. Cái này là nó mới ra hay sao, hay cái là cái cái hôm bữa? cái này lá hôm bữa, nhưng mà lá lá mới, mà cái đó nó không Hôm bị bữa nó quắn. có quắn không? Hôm bữa cái đám này ra không bị quắn nè, còn mấy này kế bên mà nó quắn nè. Cái bên nó quắn thằng này là cái đợt hôm bữa quay đúng không? Dạ đúng rồi anh, Bữa là cách đây mấy bữa ngày ta? quay bữa quay bữa mười bữa mười mấy em cũng quên Cái này nó cũng sụ nè, nó không rồi. lên nổi. Cái này nó không quắn nhưng mà nó lại sụ. Hảo ơi, Dạ ê, hôm xin nay chào anh 20 Hảo dạ, nha. xin chào anh chị em trên kênh Chạy Sài Gòn nha. Hôm nay anh Nay Hồng trời qua nắng quá lại vô thăm vườn anh Hảo anh chị. em đang ngồi em coi cái nhánh này nè, cái nhánh này là em cưa ngang cái đọt em găm mà sao thấy nó lên tược quá chừng nè, để coi nữa nhổ ra đợt chừng nào mà lâu thiệt lâu nó lên mạnh cái mình nhổ ra coi dưới rễ nó ra nhiều không, như giờ nó găm bằng tược ngâm kích rễ cái sao nó lên tược quá chừng Bữa mình cưa ngang đúng không? cưa Hôm ngang. trước cái cây này của em nè, là rất nhiều anh chị hỏi góp ý về cái cây này. Bây giờ mình đã tìm ra nguyên nhân nó tại sao mà nó Quấn bị lá quấn lá chưa. à, mấy anh chị em nói là do mình tưới Atunix đậm quá đó anh, cái dạng như nó hơi đậm á. À, phân nó giống như gọi là dư chất tăng trưởng á, kích thích tăng trưởng quá đó. À, thay vì mình kích thích cho nó ra rễ ra đọt ra mầm á, mà này hơi hơi mạnh tay cái nó quéo lại như vậy. Anh chị em nói không sao, nó ra đợt cơi cơi hai gì đó nữa là nó ra bình Mình anh thường thấy lại. nó đâu có ra cơi gì nó đâu, nó đứng luôn Đứng rồi. lại. Cái này em mới Đứng mua luôn rồi nè. em mới mua thằng rốt á, mới mua thằng rốt thằng B1 B12 á. Đặng 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 về tưới nó mấy anh Mà chị em em tưới chỉ chưa? á. Chưa chưa. Đâu cái đó Cái mua về chưa? chưa chưa anh. Mới đặt hả? Dạ. Để mấy anh chị em nói B1 B12 là người ta biết à. Mấy anh chị em cũng chỉ đó là mình ngâm ra mình quậy ra mình tưới cái này là nó giống như nó giải độc bớt á anh. Cái sụ đọt này là anh thấy có nhiều tình trạng hay bị sụ đọt là lắm nha. Mà không Dạ. biết là cái nguyên nhân nó là sao ta? Nó tới hai ba trường hợp lần anh, Hai ba trường hợp dạ hả? Như cái trường này hợp cây này là sao? như như cây này là nó cái chất kích thích nó dư á, rồi nó bị quắn, nó hơi sụ sụ đọt. Còn một cái nữa là nó sụ đọt nó do nó bị nấm, nó gọi là nấm vi khuẩn gì đó, Hàng này phải không? Này nó cũng sụ nè. nó cũng sụ, nhưng mà cái kia nó Cái khác này cái là nó này bị nữa. gì đây? Nó Dâm dâm này nè. này nó bị Nấm cũng hồng chuẩn bị, hả? nó giống như nấm hồng á anh. Đây cây Này. này hôm đó bản thân nó cũng có nấm hồng mà Nấm cũng hồng chưa hả? hết hẳn. Chưa hết. Này ra lá mới nó vẫn bị Dạ nấm hồng luôn nè. đó đúng rồi, Hôm bữa em có xịt nấm hồng rồi mà giờ vẫn bị. có xịt anh. Vậy là Phải cái nguyên cứ nhân thứ hai là nó bị nấm phải không? dạ Là thằng này luôn rồi. nó giống như cơ thể của nó vẫn vẫn còn bệnh, chưa chưa hết bệnh. Vậy thằng này là hai nguyên nhân nó nhập vô một cái cây này luôn rồi. Dạ Rồi ha. rồi còn một cái loại mà nó bị vi khuẩn mà héo lá đó anh, sáng cái nó tươi mà chiều này nó héo, cái tối lại cái nó vô xương rồi được, cái sáng nó tươi. Rồi di khuẩn Cái kỳ loại vậy? đó nó bị vi khuẩn là Di khuẩn gì kỳ vậy? cái Lạ. nó làm cho thúi nhũng rễ, cái nhiều nó cái đơn giản là người ta nói là thúi rễ, nhưng mà thực ra nó bị nhiễm bên cái người bán Sâu thuốc á, người ta nói là nó nhiễm vi khuẩn gì đó. à? À, héo héo lá chết nhanh đó. À, thì người ta sẽ bán cho mình cái gói thuốc trị héo lá chết nhanh, người ta kêu là ở đó nó bị vi khuẩn. Hôm bữa anh có một cái cây của anh Đủ Lực á, mà bán siêu bông Bình Lợi đó, Dạ mà cái cây đó là cây nhỏ nhỏ mà anh bán 2 triệu nhớ không. dạ 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 Anh có tặng anh một cây mà về con chó nhà anh á là nó bươi ra trên, dạ bươi ra hết cái gốc đó luôn. à Cái đó. xong giờ bỏ vô lại thì nó cũng sụ y vậy đó, Dạ thì giờ làm sao? nó héo cái đó thì giờ Nó héo á, nó héo luôn cái đó, giờ làm sao? anh cắt hết mấy cái lá đó anh bỏ, anh để vô mát anh dâm lại y như cái cây phôi mà mình bứng về mình trồng vậy, tại cái này đó đó là anh làm bể bầu của người ta chứ đâu Vậy phải là là bị bệnh cái đâu. bể bầu phải À, không? bể bầu rồi anh trồng lại nó
nó không có đủ cái nước nó nuôi cái lá, nó héo thôi. Giờ mình cắt bỏ cái lá mình để trong mát lại, từ từ lên lại anh. Thì bữa giờ anh để đó anh không cắt bỏ lá mà tự động nó héo, anh nó rụng luôn rồi. À. Làm sao? Có héo lá nó rụng. Tự nhiên mua ra ngoài mua hai cái viên thuốc kích rễ. À. Không, cái đó giờ anh cắt lá anh để vô trong mát, vô bóng mát anh kích rễ, tưới dưỡng rễ lại là nó lên lại anh. Cây này bữa anh Hồng quay nó. Nóng như tứ quý luôn á. Chưa ra lá, hôm nay ra lá sung. Hôm nay ra sung rồi ha. Rồi em nói một trường hợp nữa là nó bị sụ đọt là trường sao hợp em? Nữa là như nó nắng quá, trời này nắng quá đó anh, cái lá non em có đó cây ra. Nào giống vậy không? Có nè anh, nguyên một đám bên đây nè anh, đang trời nắng giờ này, nay nắng gắt quá, nắng gắt quá, nó rủ lá xuống anh. Cái này thì trường hợp này nắng quá nó rủ lá, rồi khi mà mát mát lại là nó đây nè, phải không? Đây nè anh, nè. Dạ. Nắng quá là nó rủ lá xuống, kiểu như mới ra lá non đó. Nhìn thấy cũng tốt lắm mà nó sụ hết trơn rồi. Dạ, nắng quá nó rủ xuống rồi chút mát lại là anh tỉnh lại. Thằng này là ghép gì vậy em? Cái này giáo Indo không anh? Giáo gai ha. Giáo Indo. Giáo Indo khác nữa hả? Giáo gai lá giáo gai. Dài sọc mà nó cũng xanh đậm, dài sọc còn này lá nó tròn tròn tròn. Giáo Indo. Dạ. Bông nó bông to phải không? Bông nó cũng to. Cũng y như giáo gai hay sao? Nó khác gì? Nó to, có thể là nó to hơn giáo gai. To hơn giáo gai. Dạ, luôn. Nó chín 10 phân cũng có luôn á. Mà thằng này sao cái cây này anh không thấy nó đi đọt phải không? Này là mới làm sao nè anh. Cái này em làm phân trễ. À. Làm phân trễ tại Tết cho thuê xong rồi làm phân trễ. Giờ... Nó sậu nguyên cây luôn nè. Nguyên cây luôn anh. Nó sậu nguyên cây luôn nè. Em quay nguyên cây cho anh chị xem nè. Nguyên cây luôn. Này mà không những rồi, một cây mà hai ba cây, nhiều cây luôn. Bên kia cũng vậy nữa kìa anh đó. À, cái bên này cây vậy luôn nè. Lá non nó mới ra đó. Lá non nó mới ra là nó rủ vậy đó. Nếu mà giờ tưới nước vô thì chút nó tỉnh, còn không tưới thì để chút chiều mát là tự động. Đâu em tưới thử rồi chút xíu nữa mình quay mấy cái clip khác rồi mình trở lại thử coi nó có tỉnh không. Thử thôi. Giờ đang nắng tưới không được anh ơi, để. À vậy hả? Đang nắng, nếu mà đang nắng gì cái tưới vô thì nó tưới sẽ vô sợ sẽ nó hư cái rễ non anh. Nó đang nắng nóng quá, giống như mình chưới nước sôi vô trong cái gốc cây vậy, cái rễ non nhiều khi nó mới ra trắng trắng nó cháy, nó thúi rễ đó anh. Ở trời mát dịu mát mới tưới được, hoặc là sáng sớm tưới. Cái này hồi sáng em không có tưới. Nguyên đám này sáng em không có tưới. Vậy là những anh chị mà mới tập chơi giống như em á là mình phải để ý cái này nha. Dạ. Cái mình thấy cái cây này dày, cái mà đang nắng đang sụ sụ về, cái mình bỏ nước cho mình tưới là trái luôn hả? Dạ tưới, có thể là nó không ấy, nhưng mà ngừa trường hợp nhiều á, khi đang nắng gắt quá mình tưới vô có thể là nó héo cái rễ do cây mình mới ra rễ non. Nó suy luôn á. Dạ dạ. Còn có thể là vài trường hợp cái cây mà nó nằm dưới đất á thì tưới không sao. Cái cây mà dạng như trồng bồn nữa. Nằm chậu á phải không? Dạ. Mấy cây nằm chậu là nằm chậu là mình tưới vô mình sợ nó đứt rễ thôi, còn mấy cây nằm bồn thì người ta ở dưới đất thì không đến nổi. Chứ không thôi là để anh chị các bạn mà quên cái điều này, cái thấy nó cưng nó quá mà thấy nó sụ một cái là phải vô tưới liền thôi, nó chết sao. Cái này ý vậy nè, sụ nè. Thứ nhất là nắng này nó héo, thứ hai nữa là do bữa mới cái tưới phân thùng á anh. Tưới trời phân ơi, thùng sụ quá trời luôn anh chị ơi. Sụ nè, sụ rồi sâu nó ăn nữa nè. Cái này tưới phân thùng cái nó ra đọt non á là lá mới nó y như rau cải vậy đó. Nó phải quen nắng hai ba bữa cái bắt đầu nó hết sụ. Cái này cũng sụ nè. Vậy là mình tưới nước buổi chiều tối vẫn ngon hơn hả? Dạ, thường á là ở đây sáng sớm em tưới. Còn hả, sáng sớm em tưới không được thì chiều mát em mới tưới. Ngày em tưới có 1 cử một và có khi 2-3 bữa em mới tưới 1 cử. Vậy là anh chị nếu mà cái cây mình ở ngoài nắng nhiều là mình không nên tưới buổi trưa đúng không? Dạ dạ đúng rồi, không nên tưới buổi trưa. Không nên tưới buổi trưa là cái này mình chế nước sâu vô không? Cái cây á, tùy theo cái cây á, em cũng tưới kiểu như là ở thấy nó còn ẩm em không có tưới. Sáng giờ không có tưới tại bữa nay nắng quá nó ấy vậy thôi, chứ còn nhưng mà cây này đâu, cây này nó giữ độ ẩm nó đâu có héo đâu. Nó vài bữa cái nó già cái lá non á anh. Nó già lá như vậy là nó không có héo nữa. Còn cái này là bữa tưới phân xong cái nó giọt cái đọt non ra, cái nắng mới nó chưa quen á. Nó hơi rủ rủ vậy, cái 1-2 bữa cái nó quen lại là nó không có héo nữa. Ở nhà anh chị các bạn mà có cái trường hợp tình trạng giống vậy không mọi người, thì mình cho cái comment bình luận ha. Có anh chị nào có cái
nào mà nó nguyên nhân của nó khác hơn cái mình vô mình bình luận luôn nha. Có cách nào xử lý nào ngoài cái cách mà anh Hảo vừa mới nói cho ba cái loại không? Cây này cũng bị nấm hồng rồi sao ta? Cái này nhện đỏ anh. Nhện đỏ ha. Cái này nhện đỏ anh. Cái này nhện đỏ nhưng bữa hổm nó có ít á. Cái mình xịt cái nó chết rồi. Cái giờ cái lá nó còn bạc bạc của cái vết tích mà nhện đỏ nó ăn á. Dạ. Kệ nó không? Dạ. Yeah. Đó là lãi bỏ cũng được, còn không thì kệ nó. Nhưng mà bữa là kiểu như mới phát hiện á anh. Cái mình xịt nó chết liền. Mới phát hiện một vài đốm mình xịt liền, để nhiều quá cái mình xịt nó lâu hết lắm. Nhện đỏ thì nó hay lờn thuốc. Lát xíu nữa em quay thêm một số cái chủ đề nữa, anh chị các bạn nhớ đón theo dõi nha. Về chăm sóc cây mai vàng trong cái thời điểm này thì sẽ mình nên làm những cái gì ha. Rồi phân thuốc mình sẽ tiếp tục như thế nào. Rồi các cái loại bệnh mình sẽ phòng ngừa ra sao. Dạ. Đó như mấy cái lá non vậy nó mới ra như vậy nè anh chị em. Mới ra như vậy nè. Thì mình ngừa nấm bệnh của nó thì giờ mình có thể xịt cái thằng ăn tra con đó. Ăn tra con nó thì nó khoảng 40.000 gói, gói nó 100g á, mà mình pha theo lại được. Cái thuốc của em cái thuốc đó em để trong nhà. Đi vô trong nhà. Thì nó ngừa, nó giống như cái áo giáp, nó ngừa cho cái lá non mình nó không bị hư á anh chị em. Lấy cho anh xin miếng về xịt đi. Dạ, chút anh lấy gói về anh pha cái mấy cây của anh một gói anh xài nhiều lần á. Thánh xin đồ thuốc cho Mai nữa bà con. Thánh xin thuốc cho Mai. Người ta thánh làm cây mình xanh thánh đi xin. Đây cái bọc nó à, vậy là Mai mà bị sụ đọt kìa, là anh chị đừng có lo nha. Đó, mình đây. Cứ làm theo đúng cái hướng dẫn. Cái này nó là ăn cho con nè anh. Đó, ví dụ như anh khi nào mình xịt cái này. À, đó như ra đọt non như nãy vậy đó. Là bắt đầu như vậy là mình xịt chiều mát là mình xịt, hoặc là sáng sớm á xịt nó. Cái này xịt vô cái nó bảo vệ cái lá đó, là mai mốt lá đó đẹp luôn. Tác dụng nó là gì? Bảo vệ, nó bảo vệ giáp kẽm. Dạ. Công dụng ngoài sao đây. Mấy cái đó em chưa xịt, không xịt đi. Thì cái đó em có bữa em có xịt thằng bột đô rồi, thì bột đô nó cũng có trị sơ sơ về những đâu, cái bột đô là mình, cái gì? Là cái thuốc nấm đó em vừa rồi em đâu, có quay á. Cái bọc nó so sánh với thằng này coi. Thằng kia thì nó khác một chút. Vậy là em ưu tiên thằng kia xài thằng kia hơn rồi. Để xem coi hang này xài nào. Ông chủ này không xài cái kia bà con. Không biết cái này có nên xài không. Giờ mình so sánh thử coi. Đọc kỹ sử dụng. Cái này là 100g. Em cũng đổi thuốc anh. Cũng đổi thuốc luôn. Em đổi thuốc, ví dụ như đợt em xịt cái này, đợt em xịt cái kia vậy đó. Nè, bọc đô này nó cũng trị nhiều cái loại mà lá héo rồi này kia, lá rủ lá rồi này kia, bị sương mai, rỉ sắt, sẹo rồi nè. Đó. Nè, em hay xài cái này. Dạ, hay xài cái này, nhưng mà em thay đổi chứ không phải là xài hoài. Cái đợt này, cái đợt này. Mình thay đổi qua lại đúng không? Rồi xong cái đợt này á, rồi cái bắt đầu chuyển qua măng cua xanh, măng cua dép á. Có luôn này luôn. Có luôn. Có là, luôn, lấy ra luôn. Là tức là mình đổi thuốc chứ ba không loại, phải là. Em đổi ba loại đúng không? Dạ. Cái loại này nó cũng bảo vệ lá, nó trị nấm bệnh này kia các cái vậy đó, mình xịt tạo lớp áo giáp cho nó anh chị. Tạo lớp áo giáp cho nó. Đây măng cua xanh nè. Đó thì nó thành phần của nó là cũng là măng cua dép. Măng cua dép nè ha. Rồi, trị bệnh đó, cũng trị bệnh thắng thư đậu ôn này kia vậy đó. Nó ngừa trước. Nó ngừa trước. Thành phần nó đâu ta? Thành phần nó đây nè. Măng cua dép 80%. Đó, quay thành phần cho bà con xem ha. Hỏi cái thằng này thành phần nó đâu? Thường cái cây á nó đây nè. Thường cái cây nó ra lá non á là mình ngừa nó, giống như bọ trĩ cũng vậy, nó cỡ đó là nó ra đọt non, vậy là xịt là nó không bị bọ trĩ. Xem không trộn chung lại luôn. Hai thuốc nấm gì với bọ trĩ là mỗi lần em xịt em đều trộn chung được anh. Dạ. Này em cũng trộn chung bọ trĩ được luôn.
Mỗi lần xịt là có nhưng bờ mà tử. Ba này chỉ chọn một trong ba dạ, một đúng, lần thôi đúng không? Đúng rồi, mà mỗi lần chỉ được xịt một hiệu thôi chứ không có trộn chung hai ba thứ. Rồi lát nữa bữa nay ở vườn vườn mai Lộc Tài rất nhiều cái clip về chăm mai nha anh chị, và cũng có giao lưu luôn tứ quý luôn nè, anh chị nhớ đón xem nha. Còn em tạm kết thúc cái clip này tại đây. Anh chị thấy hay mình bổ ích cho những người mới chơi, mình nhớ bấm nút like ủng hộ vườn, ủng hộ kênh nha anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở cái clip kế tiếp. Chào anh Hảo cái nè. Dạ xin chào anh, chào kênh Chạy Sài Gòn.